Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với An Tiến. Ở video lần này mình muốn thông báo với các bạn một tin cực kỳ hot vào ngày 25 tháng 4 này. Bên mình sẽ khai trương một showroom thứ 5 tại địa chỉ số 263E Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Và đây cũng là showroom đầu tiên của bên mình ở Hải Phòng đấy. Và ngoài ra thì đây cũng là showroom đầu tiên tại Hải Phòng được ủy quyền phân phối Bose JBL Harman Kardon. Và nhân dịp khai trương showroom thứ 5 này thì bên mình có những chương trình khuyến mãi với những phần quà vô cùng hấp dẫn và big sale lên đến 70% với hơn 99 mã sản phẩm khác nhau như là tai nghe, loa Bluetooth chính hãng của JBL, Bose, Harman Kardon và đồng hồ định vị ở trẻ em và vòng đeo tay thông minh nữa. Và đặc biệt hơn nữa, khi các bạn mua một sản phẩm bất kỳ tại cửa hàng An Tiến Hải Phòng của bên mình thì các bạn sẽ có cơ hội để trúng thưởng những sản phẩm vô cùng hấp dẫn như sau: là một cáp sạc Lightning cho iPhone trị giá 100.000 đồng. Và ngoài ra có rất nhiều phiếu mua hàng trị giá từ 5.000 cho đến 50.000 đồng nữa. Chưa dừng lại ở đó, bên mình còn có chương trình dành cho khách đến tham quan và nhận quà. Với thử thách tham gia vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần đến cửa hàng bên mình ở địa chỉ số 263E Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bước thứ hai, các bạn chỉ cần chụp ảnh check-in ở đây và like, share trên Facebook, fanpage của bên mình ở chế độ công khai là các bạn có thể đủ điều kiện để tham gia bốc thăm rồi đấy. Với những phần quà vô cùng thú vị như là loa nút Bograu A6 trị giá 400.000 đồng và cáp sạc Lightning cho iPhone của hãng Elop S31 trị giá 100.000 đồng. Và lưu ý rằng sản phẩm này chỉ có 5 sản phẩm duy nhất trong một ngày thôi và sẽ dành cho 5 người may mắn nhất và nhanh nhất đến cửa hàng bên mình nhé. Vậy còn chờ gì nữa mà không qua cửa hàng bên mình thôi. Ngoài ra trên fanpage chính của bên mình còn đang có một chương trình mini game mừng khai trương cơ sở mới ở Hải Phòng. Đó là fanpage antien.vn hệ thống phụ kiện cao cấp. Đó là một mini game là chúng ta có tổng giá trị sản phẩm lên đến 16 sản phẩm khác nhau và tổng giá trị sản phẩm lên đến 8,7 triệu đồng cho 16 người may mắn nhất. Thể thức để tham gia mini game này vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần like fanpage chính của bên mình và cả fanpage của An Tiến Hải Phòng nữa. Bước thứ hai, các bạn hãy like và share cái post này nhé và tag 5 người bạn ở chế độ công khai. Bước thứ ba là các bạn hãy comment 3 cái số ngẫu nhiên từ 000 cho đến 500. Và hạn cuối của chương trình mini game này sẽ là 24 giờ ngày 5/5 nhé. Và bên mình sẽ tổ chức một buổi live stream để quay số ngẫu nhiên trên trang random.org vào lúc 16 giờ chiều ngày 8/5 nhé. Các bạn hãy cố gắng theo dõi bên mình nhé. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cửa hàng bên mình ở số 263E Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng nhé. Phía tay phải bên mình đây thì có một gian hàng của hãng JBL về tất cả các tai nghe không dây và tai nghe headphone và earphone của bên JBL, kể cả có dây và không dây bên mình đều có sẵn hết nhá. Còn phía bên tay trái bên đây là tất cả các loại loa di động của JBL từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất như là con Go 2 và lớn nhất đây là con XJ1. Ở đây thì chúng mình còn thiếu một phiên bản là phiên bản XJ2 và cả con Boombox nữa, và một con lớn nhất là con Partybox 300. Thì ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một bàn trải nghiệm dành cho sound bar của hãng JBL như là dòng bar Studio này, 3.1, 3.1, 3.5.1 và các cục trầm của nó. Còn phía bên góc này thì mình sẽ có một bàn trải nghiệm dành cho sound bar của hãng Harman Kardon. Và đây là sản phẩm mới nhất đấy, mới về Việt Nam thôi, dòng Enchant 1300 và cục trầm của nó ở bên dưới này. Và ngay trong sản phẩm này đã có cục trầm rồi đấy các bạn ạ. Thì bên dưới này là con Aura 2 nữa. Còn góc này thì chúng ta sẽ có sản phẩm loa của hãng B&O là dòng M5 và dòng Beolit 17. Và tất cả các dòng B&O của bên mình đều là hàng chính hãng và bảo hành trong vòng 24 tháng. Còn phía bên dưới này là chúng ta sẽ có các sản phẩm loa di động của Bose, như kiểu đây là Bose Revolt. Bên dưới là Micro này, các cái tai nghe nữa và siêu phẩm 1 với N1 Pro. Còn đây là dòng loa Marshall, Huber, Acton, Stanmore. Còn phía góc này là mình đang để trưng tất cả cái stock là những cái hàng mình có sẵn về con XJ2 này, XJ1 và con Turner, tất cả dòng mà mình có sẵn của JBL từ chạc 3, chạc 4 cho đến XJ1 và XJ2 nhé. Góc này thì mình đang có đồng hồ định vị của hãng Wurlitzer từ series nhỏ nhất là con Q50 cho đến sản phẩm mới nhất là con KT01. Còn phía bên dưới này thì mình có các sản phẩm của hãng Rapper. Rapper là một thương hiệu của Mỹ với rất nhiều sản phẩm khác nhau như là về sạc dự phòng này, sạc không dây, kích nối ô tô, sạc cho laptop và sản phẩm về QI chạc, củ sạc và cả những cái về tẩu sạc nữa. Ngoài ra về các dây cáp của họ thì họ đều có những cái cổng sạc từ cổng A, cổng C cho đến cổng Lightning nữa. Và tối thiểu về phần bảo hành của bên Rapper đều là 15 tháng. Còn ở bên góc này thì chúng ta sẽ có các vòng đeo tay thông minh của hãng Coinme này, iWallFit Pro này và Mi Band 3 này của hãng Xiaomi. Còn ở đây thì mình sẽ có một cái đèn LED của hãng Tautronic, lấy màu thương hiệu của Mỹ. Và đèn LED này là LED thông minh. Bên dưới đây là micro H0 dây của hãng XL3 để có thể kết nối với cả loa Bluetooth.
Còn góc này thì bên mình đang có một bàn trải nghiệm dành cho khách muốn trải nghiệm lại loa bên mình. Thì trên bàn này mình đang bày sẵn các series của dòng Harman Kardon, đó là dòng Onyx 4 này, Onyx 5 này, siêu phẩm một thời của Harman Boombox, GoPlay mình xin lỗi. Còn ở đây sẽ là HM2 và Boombox nữa. Còn phía bên góc cửa này thì mình đang để sẵn một sản phẩm là con Partybox 300 các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy đây này, siêu phẩm một thời đấy. Nó được ra mắt vào đầu năm 2019 theo lịch dương các bạn nhé. Và đấy là tất cả các thông tin về sản phẩm của bên mình. Mọi thông tin về chương trình khuyến mãi mình sẽ để ở phần mô tả của video này nhé. Và đừng quên là có rất nhiều phần quà đang chờ đợi bạn ở cửa hàng bên mình. Và hãy nhanh chân lên đến bên cửa hàng bên mình ở địa chỉ số 263E Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Còn bây giờ, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video này. We'll be right back.